Bất chấp chỉ trích, Hiền Hồ tích cực đăng ảnh mới nhưng vẫn giữ nguyên điều này. Hiền Hồ không ngại tái xuất và gặp gỡ khán giả nhưng dường như vẫn muốn né tránh những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Sau nửa năm vướng ồn ào tình cảm, Hiền Hồ đã chính thức quay lại showbiz vào đầu tháng 9 vừa qua. Cô đi diễn phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh lẫn Hà Nội, không ngại đăng tải những hình ảnh, clip mới trên các nền tảng mạng xã hội. Sự trở lại với đường đua âm nhạc bất chấp loạt chỉ trích của Hiền Hồ khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Dẫu tự tin tái xuất showbiz nhưng có một điểm Hiền Hồ vẫn giữ nguyên từ ngày vướng scandal đến nay, đó là khóa bình luận trên Instagram cá nhân. Vì vậy, những bức ảnh mới của cô dù thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích nhưng không tồn tại một bình luận nào. Dường như đây vẫn là cách nữ ca sĩ lựa chọn để tránh những thị phi và bình luận tiêu cực dành cho mình. Hiền Hồ lộ ảnh thân mật với doanh nhân đã có gia đình vào cuối tháng 3 vừa qua. Những hình ảnh nữ ca sĩ thân mật bên đại gia hơn U60 khiến cô nhận phải sự phản đối dữ dội từ dư luận. Sự việc khiến Hiền Hồ phải lập tức khóa các tài khoản mạng xã hội. Sau đó, cô viết thư tay xin lỗi người hâm mộ và cho hay đã suy sụp, khủng hoảng tinh thần sau khi vụ việc xảy ra. Đồng thời, cô cũng gửi lời đến khán giả rằng, là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được. Những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua, em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan. Dẫu vậy, lời xin lỗi của nữ ca sĩ chưa thể khiến khán giả nguôi ngoai. Sự hiên ngang, quay lại âm nhạc của cô cũng khiến nhiều người cho rằng khán giả đang bị coi thường. Mà một bộ phận người hâm mộ đang khá dễ tính với những ngôi sao vướng ồn ào đời tư nghiêm trọng.